Đó, xin chào Lợi Minh. Xin chào Lợi Minh đang cách ly tại Đà Nẵng. Chào Lợi Minh, khỏe không anh? Khỏe không anh? Đấy, người Mỹ người ta về Việt Nam lên nói cho chúng nghe để nhiều khi nói chung thì xong cách ly chưa anh? Còn mấy bữa nè. Dạ ok, thôi mong anh sức khỏe nhiều không? Lấy cái áo mặc vô. Bóng thử sao mời anh luôn. Chạy vô thiệt. Là mình cách ly mấy ngày nữa mới xong. Nếu mà cách ly xong rồi thì chắc mai mình chạy qua Lợi Minh gửi Lợi Minh đi Bến Tre. Nhưng Lợi Minh hiện nay vẫn còn đang ở Đà Nẵng. Sáng mai để anh Lợi Minh anh chia sẻ về vấn đề cách ly, chia sẻ về đời sống Mỹ đi cho anh cho mọi người nghe. Và nói chung thì vấn đề mà hiện nay thì tôi có thể nói là hàng trăm ngàn người Việt họ rất là mong muốn trở về Việt Nam chứ không phải là ít đâu. Cái chuyến đi Việt Nam tôi thấy có rất là nhiều người họ tìm đủ mọi cách để làm sao mà họ về Việt Nam. Hiện nay thì ở bên Mỹ nó rất là loạn lạc, đời sống mọi thứ nó rất là khó khăn chứ không phải như ngày xưa nữa. Thì trên chuyến đi tôi thấy là ai cũng cầm hộ chiếu Việt Nam không à, xanh lè hết trơn, không có hộ chiếu, không có người nào mà dám cầm hộ chiếu Mỹ ra hết trơn á. Tại vì chuyến bay này dành cho những người công dân Việt Nam, nhưng mà tôi lấy làm đáng tiếc là cũng có một số thành phần tụi chống cộng nó cũng trà trộn vô nó đi về. Tại vì trong cái chỗ cách ly á, tôi gặp ba thằng này tôi cũng đấu với nó, thành ra tôi hỏi sao mà bay bước đầu thì nó chưa biết tôi là Lợi Minh, tôi tên là Lợi Minh. Rồi mới đầu nó chị thì tôi hỏi là sao tụi bay về được, nó nói nó bỏ tiền ra, nó trả tiền dịch vụ 7.000 đô. Các bạn thấy không khiếp không, để đặng nó về. Cái này nó mấy thằng làm neo thì nó tìm cách nó trả mấy dịch vụ bên Mỹ, dịch vụ Việt Nam. Cái điều này tôi không nên nói, có người không cho tôi nói. Thì tôi thấy là mấy cái cách nó về nó chạy trốn, nhưng mà nó cũng có thích Việt Nam, nó cũng không thích chế độ, nó ngồi nó nói chuyện với mình. Ban đầu cái hồi cái nó thấy tôi live stream, tôi cả cái khu cách ly ai cũng biết tôi Lợi Minh hết, tới giờ đó nó biết, nó động tức lên tôi nó chửi lộn luôn. Thì sau này tôi không có live stream nữa. Nói chung là mấy người này khốn nạn, nó cũng hay không biết bao nhiêu những người khác người ta muốn về mà nó dành những cái vé đó. Thật ra thì có người tôi đừng nói chuyện người ta, nhưng mà tôi lỡ nói rồi. Không, cái vấn đề về dịch vụ thì nó không thành vấn đề anh, cái quan trọng là cái vấn đề đó là kinh doanh mà nó vậy thôi anh. Bên Đức cũng vậy thôi, có nhiều người muốn về, có nhiều người muốn về, nhưng mà cái giá tiền cao họ cũng không được về nữa. Tại vì cái chuyến bay ở bên châu Âu này không có, họ trả tiền dịch vụ á, họ trả không. Cái tụi bên Mỹ nó, tôi hỏi làm sao mày trả được, tôi thì đăng ký từ hồi tháng 5 mà nó trả cho cái tụi dịch vụ bên Mỹ, không biết làm sao nữa. Nó móc nói gì sao không biết các bạn, nó móc nói gì sao, nó trả 4.000 đồng tiền mặt nha. Rồi xong rồi nó trả bên Việt Nam 2.000 đồng nữa. Rồi cái tiền vé nó phải trả là 58.200.000 để mua được cái vé. Tôi hỏi nó tổng cộng hết nó tốn đầu 7.000, có người nó bỏ ra 10.000 vẫn còn đang chờ. Nhiều khi tụi nó nói nó thổi phồng quá anh Lợi Minh. Nhiều khi nó anh Lợi Minh cũng có khả năng mà bây giờ cái bọn chống cộng của con ấy, mấy thằng ấy nó thổi phồng lên ấy. Mấy thằng này tại lúc đầu nó biết là tôi nói chuyện với nó thì nó cũng tưởng đâu mình bên Mỹ đi về vậy thôi. Thì tôi nói tôi đăng ký lâu rồi, tôi nói sao bay được hay vậy. Nhiều người đăng ký rất là khó, mà làm sao mà cái ngồi bắt đầu nói là đụng vô chính trị. Đụng vô chính trị bắt đầu nó nói, nó chê Việt Nam đồ cái này nọ, rồi nó nói Việt Nam một đảng, rồi nó nói mẹ nhìn nước Mỹ tụi bay như nồi cháo heo có tốt gì đâu. Bắt đầu nó nóng. Thì ở nước ngoài thường cái chuyện đó xảy ra bình thường anh Lợi Minh. Họ cũng về Việt Nam lắm mà hồi mà nói chuyện bắt đầu họ cũng hay nói chung là không mấy này không biết nhiều chống cộng nhưng mà tụi nó biết sao không? Tụi nó chống cộng mà tụi nó ít có dám lên diễn đàn để mà đưa cái mặt ra. Là anh để ý chỗ này là mình những cái tay mà nó không dám đưa mặt ra, những tay nó về Việt Nam nói về Việt Nam thường lắm, ví dụ như một năm ít ra nó cũng về một lần, nhưng mà tại vì cái tánh của nó là nhiều khi là muốn thể hiện thôi. Ở bên Đức thì cũng đầy hết Lệ Minh. Mình lấy làm tiếc rồi, tại vì rất là nhiều người, người ta chờ danh sách để người ta về, đúng không? Những người mà người ta chờ danh sách người ta về thì mình không nói, còn mấy thằng chó này nó cũng kéo nhau nó về. Rất là nhiều người, tôi nói có thể nói hàng trăm ngàn người chứ không phải ít đâu. Ai cũng hỏi, ai cũng chờ danh sách để được về. Hên xui là nói chung là tại vì đông lắm. Có những người người ta đăng ký chờ, tìm đủ mọi cách họ trông ngóng để về. Mình về được, có nhiều người họ hỏi sao mà đi được thì tôi chỉ nói là hên xui thôi. Mình đăng ký lâu rồi, có phần nhiều đông cũng đông lắm nha, không ít đâu. Tụi nó mua chạy dịch vụ. Tụi nó chạy dịch vụ, bởi vì có nhiều đứa nó cũng bị mất tiền, rồi cũng có nhiều đứa nó chạy dịch vụ nhưng mà nó quên nó về tới Nam Hàng nó bị đuổi, vì mấy dịch vụ lừa. Vẫn cần thế bây giờ này bọn đứa là Việt Nam cho về thoải mái, chứ đừng về đây đừng có sống là được, nó về đây mới nói thoải mái, sẽ thoải mái. Nó hỏi đi sao nó chưa về tới Nam Hàng mà nó bị không cho vô. Nam Hàng nó cho vô, tại vì anh nó đi theo cái chuyến bay của chính phủ. Trong cái chuyến bay của chính phủ là mọi sự phải sắp xếp của chính phủ hết. Anh đi phải đúng theo cái luật đồ bảo hộ là anh đi giống như anh đi trong một cái phái đoàn vậy đó, mấy trăm người họ đi về là hai chuyến bay nhập lại thành một. Hai nước họ làm việc, các nước họ làm việc với nhau hết, đi trong một cái. Rồi nó sắp xếp do đại sứ quán sắp xếp. Nhiệm vụ của đại sứ quán là người ta chấp nhận hồ sơ của mình, rồi người ta thông báo là mình trả tiền cho Việt Nam Airlines. Bên Việt Nam phải có người Việt Nam chuyển khoản nha, chứ bên Mỹ trả không được, trả tại ở Việt Nam á. Rồi khi mà trả được rồi thì họ mới báo đại sứ quán là tôi đã trả rồi, thì họ mới cho vé, chỉ trong vòng 3 ngày mới biết đi hay không nữa. Nó kề cận chứ không phải là anh biết trước một tuần đâu, chỉ trong vòng 3 ngày thôi là anh phải chuẩn bị hết. Khi họ báo cho anh biết là anh phải chuẩn bị hết. Họ nói đi cái là anh phải bay. Có những người họ bay từ Hawaii bay ngược về Washington DC. Tại vì những cái chuyến bay đó là mình phải tự trả tiền. Chính phủ chỉ đón cái trạm, giống như các bạn đi xe Thành Bưởi rồi nó chạm cho đó, ai đưa tới vậy mà không làm sao tới cái trạm đó. Cái trạm chính của cái chuyến bay của Việt Nam á, chính phủ tổ chức á, đưa công dân về nước á, ở Washington DC của ngày đó tháng đó là mọi người tập trung ở đó. Ai mà tới trễ mất vé lắm chịu, mà có nhiều họ đi trước, họ đến trước cả ngày luôn. Như tôi ở Arizona, tôi bay qua trước cả ngày, tại vì cái chuyến bay á, nó không có, nếu mà bay qua sáng thì gọi là trễ giờ. Anh ở cách ly, anh ở khách sạn hay là anh ở khu cách ly tập thể anh? Cách ly trong quân đội á. Thế anh đang uống rồi sinh hoạt rồi có tốt không anh? Nói để cho cái bọn mà nước ngoài nó thèm anh. Mày ơi, hổng tôi lai đó, cho ăn đồ ăn không hết luôn á. Rồi vui lắm, ở trong đó rất là vui, muốn ăn, còn mình muốn ăn thêm á, gọi điện thoại là tụi nó đi ra kia nó mua cháo gà, cháo vịt, rồi nó mua cà phê, cái giống gì cũng có chứ, thịt heo rồi thịt vịt, rồi mình muốn ăn cái gì thêm là mình mua. Ví dụ tối mấy đứa thanh niên á, đông lắm, tổ chức cái nó nấu cho nó mua cháo rồi nó làm, nó ăn vui lắm, rất là vui, giống như đi cắm trại vậy đó. Rồi được vậy, cảm ơn anh nói nữa, cái thằng Quýt đổ là nó thèm lắm, nó thèm về. Yêu lắm, đồ ăn đồ mà chỗ ở đồ bên chính phủ tổ chức á, đầy đủ lắm, không có thiếu không cái gì hết trơn á, nó rất là đầy đủ. Nói chung là người ta phục vụ coi như là tới bến cầm diện cái là bộ đội chạy lại liền, gọi điện thoại, có cái số điện thoại chạy lại. Có nhiều người muốn nằm họ về họ nằm giường cây không quen á, họ muốn mua niệm, rồi mấy ông bộ đội chạy đi mua niệm về, rồi muốn cái gì là người ta mua, chạy đi mua về chỗ đó. Thế nên mà mình muốn thêm á thì mình phải trả tiền nha. Chứ không phải đúng rồi, người nhà nước mà ở của chính phủ á, ở của quân đội á, một ngày trả 120.000 à, còn ở của sạn chắc một ngày từ 1,3 triệu đến 1,7 triệu, có người trả 2,2 triệu tiền khách sạn. Đó là dịch vụ mà, nó tùy theo dịch vụ thôi anh. Ngày ăn 3 bữa. Còn ở quân đội thì nó thoải mái hơn, mình muốn đi, mình đi vòng vòng trong cái khu quân đội, trong cái khu vực á. Rồi mấy đứa thanh niên đó nó tổ chức cái đó, nó đi quyên góp tiền với nhau, nó mua đồ vợt cầu, mua cờ tướng, cờ về tối ngồi chơi, hoàng ơi hát hò rồi bật đèn, vui lắm. Mà nó rất là vui, mấy đứa thanh niên đông lắm, đặc biệt phần nhiều là nói chung là du học nhiều. Mấy đứa du học, mấy đứa đổ này nó ngu luôn. Biết ông Lợi Minh ông có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu cái công việc, ông hướng hàng trăm công nhân ở Việt Nam. Mấy thằng này nó ngu, nó không biết cái thế giới phẳng là cái gì. Đúng không? Nó không biết thế giới phẳng là cái gì. Ai nói gì? Cũng bảo lên tại sao ông không về Việt Nam sống đi? Bà ơi nè, mẹ bà đang ngồi bên Mỹ nè. À, là mình quay cái camera ngược lại cho ta. Quay camera ngược lại cho ta. Cái này nó không quay ngược lại ta. Bấm cái webcam. Lắc lên like không được, đúng rồi. Đấy. Like 6 người được. Lên like 6 người không thấy. Được rồi, chỉ cần lên quay ngược lại á, định quay ngược lại. Để nó nghe, để nó thấy nó thèm anh Đại Minh, thôi kệ nó đi. Dạ, cho nó thấy nó thèm. Quay ngược lại nó mất tiêu chỗ nào đó. À đây. Cho tụi bay chết. Đó, quay ngược lại. Đó. Ok. Ngồi ở đây á, vậy chứ tiền rớt ầm vào luôn á, ngồi ở đây chứ. Theo dõi chứng khoán ở Việt Nam mà, ở bên Mỹ mà. Tôi bỏ cho nó 1 triệu đồng. Nó đâu có biết gì đâu, nó cứ hỏi là tại sao ở Việt Nam mà tại sao ơi, ngồi ở Việt Nam cũng kiếm tiền triệu kìa. Nè. Cho nên tôi nói với anh Bằng với Lợi Minh, bây giờ sinh viên bây giờ nó hỏi tại sao không chịu về nước, đúng không? Ở bên Mỹ nó làm gì tại Việt Nam. Người ta có tiền, thằng ngu nó vậy thôi. Người ta lụm tiền đô đem về bên Mỹ đến Việt Nam thôi. Đấy, ngồi đây mấy hổng là kiếm, ngồi đây mấy hổng là kiếm được mấy trăm ngàn đó. Cho tụi bay xanh có mặt hết. Nó tưởng là mình nổi không? 795 ngàn. Một lát nữa là sẽ... Đấy, bây giờ 795 ngàn. Đang ngồi đây mà chơi. Đó là một tài khoản nha. Đang giao dịch đó, tôi đang chờ chuẩn bị mở cửa thị trường. Nhưng mà cái 592 ngàn. Cái đôn nó lên anh, nhưng mà mấy cái khác nó không có chuyển biến cho đâm ra mà nó lên như vậy, mấy cái kia nó không lên nên nội bạn trả cái tiền. Tức là tôi ngồi đầu tư bên đây mà. Từ hôm nào hổng là một tuần lụm được vài trăm ngàn thôi. Nghe không? Đó. Nói ra từ nó thèm anh, Đại Minh. Anh nói ra từ nó thèm anh. 592 ngàn. Ai gì cái đám, có cái tao ôm ngồi bên kia tối ngày đi ăn mài. Đó, ngồi ở Việt Nam mà người ta vẫn theo dõi, vẫn có thể hoạt động cái thị trường ở bên Mỹ. Khổ cái là tụi này nó đâu có cái trình độ kiến thức để mà làm kinh tế để kiếm tiền đâu anh. Nhưng con đúng vậy á. À, một chút nữa còn cứ ngày nó kiếm mấy 6 phút nữa, trăm mấy 200. Ôi chứ nhiều khi từng lễ nó kiếm cả ngàn mấy. Con trai lớn nữa mà. Ngày hôm qua không á là tôi kiếm được 70 ngàn. Còn một chút xíu nó bắt đầu những con số nó nhảy, bữa nay nó nhảy lên đã lắm, nhảy hàm lắm, tại họ này đang vô mà. Nó đang giao dịch rất là mạnh, làm gì mà tụi nó có được với cái tài khoản như vậy, không có thằng nào mà có nổi. Đúng, làm gì mà có được, ngồi ở Việt Nam mà vẫn bấm số ở bên Mỹ, ngồi đó mình điều khiển đã không. Tụi nó đâu có biết là cái 4.0 là gì đâu. Lên cái diễn đàn này mà tụi nó còn chưa biết cách lên mà. Bữa ông Bằng mời tôi lên đi nữa. Ông Bằng mời tôi lên đi nữa. Dạ. Đám ngu của mẹ. Tôi chỉ bấm chút xíu rồi vô lên diễn đàn thôi, có gì đâu. Nói chung thì hiện nay đời sống bên Mỹ rất là vất vả chứ không mấy đâu. Người Việt Nam mình bây giờ mình ai cũng muốn về chứ. Tôi nói chỉ có bảo là hàng trăm ngàn người Việt Nam, nhà nước Việt Nam mà mở cửa thì cho về gì. Tôi nói càng ngập từ Việt Nam là khô, nó sẽ bay đầy Việt Nam hết. Nhiều lắm, ở bên Đức này nên là biết bao nhiêu người muốn về mà về không được anh Bằng. Mỹ là ổ dịch mà. Mỹ hiện nay đang là ổ dịch, cho nên tôi nói gì có nhiều người thương lắm, họ họ muốn về. Có nhiều người họ đi nửa đường, họ đi qua tới Nhật, họ đi qua tới Nam Hàng, họ bị trả đi về, tại vì họ không có nằm trong cái chính sách của chính phủ đón cái chuyến bay của tôi, nó gọi là charter flight, là chuyến bay của tư nhân do nhà nước tổ chức, nó không phải là loại máy bay thương mại. Cho nên đi nó phải có được cái sự sắp xếp của đại sứ quán Việt Nam mình mới được đi. Trả lời Chương Nguyễn là ngày xưa đi cũng chả ai bị bắt những cái thằng tổ chức đó, mà nói thì nghe nếu mà bắt cái ngày xưa, mà nếu mà bắt á hầu như không có nào thoát hết đó, tôi nói không. Còn cộng sản Việt Nam mà thấy tụi bay khổ quá, cái khổ vấn đề đó là cái di căn của cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để lại, thì tôi nói không, đúng không? Giờ tao hỏi mày, trong vòng 2 năm 75, 76 mà dân đi vượt biên là phải cái dân khổ, có chế độ Việt Nam nó để lại cái hậu quả đó không?